Xin chào các bạn nha, rất vui được gặp lại các bạn trong video hôm nay. Thì đây mình tiếp tục xem những anh em xà lan vượt cống nha các bạn. Đây thì xà lan đang vô các bạn, ở đây sau thì còn rất là nhiều nha. Còn này chạy cũng khá là dọn, nhưng mà qua đây đi. Còn đằng sau thì mình thấy có rất là nhiều nha. Đây anh kè anh họ vô tôi mũi rồi. Yeah.
Rồi, rồi anh.